Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop HP Elite X360-1013G3 ha. Cái dòng này thì có thể gặp cảm ứng 360 độ như thế này, sử dụng như máy tính bảng và có chức năng sử dụng bút, có tặng kèm bút HP Zin chính hãng nha mọi người. Ê. Màn hình nó thì 13.3 inch. Quan trọng là cái con máy này nè, con máy này màn hình nó rất là đẹp mọi người. Cái dòng này thì mình hay view nhiều, có con thì màn đẹp màn xấu và nó trên nhau vài triệu là bình thường, là bởi vì là mỗi cái con nó sẽ có mỗi cái option. Mình không nói cái riêng cái dòng này là cái màn hình đó là nó quan trọng nhất, tại vì cái màn hình là nó đắt tiền đó mọi người, màn cảm ứng nè, mượt, và cái dòng này cái dòng cao cấp cho nên màn đẹp nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. B019 là mã mình đặt cho máy này ha, màn này là đẹp tuyệt vời luôn, không có gì phải chê hết trơn á. Và có sao và view sao thấy như thế nào mình sẽ báo rõ ràng chi tiết cho nên mọi người yên tâm. Đây là màn đẹp nha, nếu mà màn xấu á, cũng cái cấu hình cũng cái ngoại hình tương tự như vậy, giá sẽ rẻ hơn vài triệu là bình thường. i5 này là HP Elitebook X360-1030G3. i5 này mọi người, Gen 8, RAM 8GB, SSD là 256GB. Này là zin, cái cấu hình của cái dòng này nó như vậy mọi người. Mọi người có thể nâng cấp SSD tùy theo ha. Màn là siêu đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Vẫn là cảm ứng nhưng mà chống chói cực kỳ tốt, nhìn nghiêng, nhìn dọc là ok ha. 1920 x 1080, X360 là một trong những cái dòng mà cao cấp của HP đó mọi người. Về là màn là quá ok, quá đẹp, LED phím rồi đầy đủ hết nha. Và mọi người thấy là phím cũng đẹp, không có bị bóng mờ gì hết. Phím mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gọi kiểu quốc tế ok ha. Loa loa BO nghe rất là hay, thánh thót. Ở bên trong này thì mình thấy là ok, bàn ra chuột là sạch đẹp nè. Elite chỗ này thì cũng tương đối sạch sẽ. Cái bút thì nó 500 nha mọi người, nó hít vậy nè. Đó, nó đôi lúc thuận tiện mình đỡ phải rớt cái bút cũng được. Cái chỗ này mọi người nhìn thấy như vậy nhưng mà thật sự là nó bằng nè, nhưng mà bởi vì là đây ha, mà bởi vì là vỏ nhôm á, nó hơi cấn tới chỗ này nên là vận chuyển rồi vậy á, mình thấy nó hơi lòi lòi ra, không ảnh hưởng gì nhiều cho mọi người, vẫn là rất là bằng luôn. Nhưng mà vỏ nhôm cho nên là nó lên, nó bạc lên đây mình nhìn thấy nó lòi ra nhiều chứ không vấn đề gì hết chỗ cái góc này nè. Rồi bây giờ mình sẽ gặp lại, mình quay cho mọi người xem cái ngoại hình nha. Giờ mình lấy cái bút ra. Cái ở bên ngoài thì mình thấy là nhìn cái mặt này là nó tương đối sạch đẹp, không có bị trầy xước cứng móp. Nên mọi người trên cái phần vỏ nhôm, full nhôm hết. Đây ha, và quay bên này. Mọi người xem nè, hai cái viền, gọi là hai cái bản lề đó, viền nhôm nó lấp lánh nhìn đẹp lắm, Elite ha. Đây, trên này thì hơi gạn dọn dạng như là hơi trầy, cũng mang thu gì đâu mọi người, nó không phải trầy nữa. Thôi, chỗ này thì đây là nó lấp lánh lắm, nhìn nó đẹp. Cái phần này, ở đây là cái phần phay nhôm, là nó là cái điểm nhấn của cái máy này luôn. Ở trên này là nhám, còn dưới đây là bóng, nhôm xước bóng nhìn rất là sang. Đây là nút nguồn, ngõ này ngõ USB, và cái cạnh này thì nó hơi cấn nhẹ. Vì đã qua sử dụng cái dòng này thì nó vỏ nhôm á, đôi lúc người ta xài rồi cái là nó cấn nhẹ, nhưng không có bị cong móp hay gì hết, nhưng hơi cấn nhẹ, không ảnh hưởng nhiều nha. Phần này cũng có cấn mọi người, hơi mòn trầy nè, nhưng bởi vì vỏ nhôm nó cũng không có đáng kể gì, nó chỉ trầy thôi đó. Phay nhôm đã qua sử dụng thì cái phay nhôm nó cũng không có được mượt, nhưng mà nói chung là nó cũng còn sạch sẽ mọi người. Đây ha, nó không có mượt, nó không phải là bóng như mới, nhưng mà nó có dấu hiệu đã qua sử dụng mọi người thấy nè, nó hơi mờ mờ đó. Bên này là hạ, bên này là sạc tai si nha mọi người, hai cái tai si sấm sét. Đây nè, rất là chất lượng luôn. Đây là có HDMI để mình trình chiếu. Này là nút lớn bé, nói chung là các ngõ kết nối là nó tương đối đầy đủ. Những cái máy nào mà có hai cái tai si sấm sét là thấy là quá chất lượng rồi. Như thế này ha, nói chung là ở bên cái cạnh thì nó cũng có hơi mòn mòn vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là ở bên trong màn hình là đẹp. Bút cảm ứng thì mượt mà nè mọi người, đang vẽ rồi là ok. Có những cái chương trình mà ví dụ như là học vẽ mọi người, hay là ký tên hay này kia, vì mình phải sử dụng những cái dòng này thì nó mới có cái chức năng sử dụng bút nè, vẽ rồi tô đó mọi người, thì nó cũng rất là hay luôn. Khi mà mình học vẽ hay mình làm cái gì đó liên quan tới vẽ vời thì phải có những cái laptop mà có bút như thế này, vừa xài được laptop vừa gặp lại như máy tính bảng để mình sử dụng ha, rất là thuận tiện. Và mình báo giá mọi người, giá cực kỳ tốt mọi người. Cái con máy này là cái màn đẹp nha, pin nó thì 3 giờ,
mọi chức năng là hoàn hảo, cái vỏ ngoài thì cũng ok. Chỉ có là ở bên cái cạnh là đôi lúc nó hơi mòn, trầy xước như nãy giờ mình quay đó, vậy thôi. Còn lại là ok, máy kèm sạc zin, sạc sạc Type C kèm với lại bút cảm ứng như thế này, mã B019, giá siêu rẻ luôn mọi người, có 6 triệu 9 thôi, rẻ cực kỳ rẻ luôn, ai chốt thì inbox mình. Đây là cái bản màn hình đẹp nha mọi người, màn đẹp, không có lỗi làm gì hết. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.